Báo Trung Quốc mượn trận quyết chiến để chỉ trích đội nhà, người hâm mộ châu Á hả hê. Dù mang về rất nhiều huy chương vàng tại Á vận hội năm nay và cán đích là 200 tấm, tuy nhiên Trung Quốc lại không thể có hai tấm huy chương vàng quan trọng nhất, đó chính là bóng đá nam và nữ. Nhận việc đội tuyển Trung Quốc thua thảm đội tuyển trẻ Nhật Bản, báo chí Đức này đã mượn trận quyết chiến để nói về tinh thần dân tộc. Như vậy là giấc mộng huy chương vàng Á vận hội của đội tuyển Trung Quốc đã tan thành mây khói. Đội tuyển nam thất bại tâm phục khẩu phục trước Hàn Quốc ở tứ kết, khi mà đội tuyển nữ đã thua sát nút Nhật Bản ở trận đấu vào bán kết vào tối ngày 3 tháng 10. Thất bại này sẽ không có gì đáng nói bởi Nhật Bản là một nền bóng đá hàng đầu châu Á, trong khi bóng đá nữ Trung Quốc thì cũng đang sa sút trong thời gian gần đây. Nhưng mà truyền thông xứ sở tỷ dân thì vẫn có lý do để tấn công đội tuyển nước nhà, bởi với một đội hình mạnh nhất, Trung Quốc lại thua đội tuyển Nhật Bản. Sau trận đấu, tờ Seoul đã tin rằng xuất hiện nhiều cầu thủ mang tính chủ quan khinh địch. Sự việc của cầu thủ Việt Nam bỏ giải tại Thượng Hải do xuất hiện hình ảnh mang tính chất tranh chấp chủ quyền giữa hai nước có thể gây ra những sự chú ý rất lớn. Có thể thấy rằng một năm trước, một số huy chương vàng nhỏ nhoi tại ASEAN năm nay, nhưng có thể khẳng định Việt Nam là một trong những nơi có vận động viên yêu nước nhất. Trên quyết chiến đến Trung Quốc với tư cách là một cầu thủ giỏi nhưng lại rời đi vì quốc gia của họ. Cần phải nói rằng đội tuyển Nhật Bản không được đánh giá cao về khả năng giành huy chương vàng. Họ tung ra sân với đội hình tương đối trẻ với nhiều cầu thủ ở độ tuổi U21, một số cầu thủ còn dưới 17 tuổi. Đội hình trẻ như vậy chắc chắn khiến cho đội tuyển Trung Quốc đánh giá thấp đối thủ. Vì ngoài việc được thi đấu ở trên sân nhà, những trận đấu diễn ra thuận lợi, đội tuyển Trung Quốc thì còn có lợi thế là có sự già dặn trước đối thủ. Họ nghĩ rằng nếu như mà cứ tiến lên phía trước tấn công thì chúng ta sẽ có chiến thắng. Tuy nhiên họ đã quên mất rằng phong cách của đội tuyển Nhật Bản đã được định hình như thế nào. Tuy sức mạnh của hai đội Philippines và Việt Nam không bằng Trung Quốc nên khó để có thể so sánh bắc cầu, nhưng dù sao họ vẫn là đội tuyển tham dự World Cup. Nên nhớ đội tuyển Việt Nam đối đầu với nhà vô địch 4 lần là Mỹ và chỉ để thủng lưới 3 bàn. Đáng tiếc là chi tiết này không khiến Trung Quốc quyết tâm và họ phải trả giá đắt. Về cầu thủ của Việt Nam, hành động của quyết chiến một lần nữa khẳng định rằng các cổ động viên Việt Nam đều mang một tinh thần yêu nước và một ý thức chủ quyền độc lập. Đại hội thứ 13 của Đảng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng một nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao, nhà nước và đối ngoại nhân dân. Đây là những nội dung mang tính chất kế thừa đường lối đối ngoại của Đảng ta tại các kỳ đại hội trước và là một bước phát triển quan trọng, khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của đối ngoại nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng. Trong đối ngoại hay còn gọi là ngoại giao nhân dân, ngoại giao cộng đồng, ngoại giao kênh 2 là những hoạt động đối ngoại không phải là của Đảng và nhà nước mà là của người dân hay trực tiếp là các cá nhân, tổ chức, cộng đồng. Phương châm hoạt động của đối ngoại này là một trong những sáng tạo độc đáo. Bằng chứng là nhiều thập kỷ qua, chúng ta đã có những hoạt động đối ngoại nhân dân được phát triển và nó cũng đã đem lại một thành quả vô cùng to lớn. Chỉ nhờ mang tính đối tác rộng lớn nhưng cũng có một vai trò ngày càng được nâng cao tại các diễn đàn, cơ chế đa phương, đối ngoại nhân dân ở nước ta đã mang lại những kết quả tích cực. Cụ thể là các tổ chức nhân sự của Việt Nam đã chủ động tham gia, đóng góp trong công tác đấu tranh dư luận trong nhiều vấn đề phức tạp, dân tộc, tôn giáo, Biển Đông, biến đổi khí hậu. Cùng với đó, các tổ chức nhân dân và nhiều cá nhân cũng đã tích cực phát huy và tạo tiếng nói trong cơ chế, diễn đàn để tranh thủ sự đồng tình ủng hộ rộng rãi của nhân dân thế giới đối với Việt Nam, đóng góp trong vai trò hòa bình, hợp tác, phát triển và giải quyết các vấn đề chung của khu vực và toàn cầu. Trong những ví dụ điển hình là sự kiện cầu thủ Bia Caromba bằng số 1 Việt Nam và huấn luyện viên Nguyễn Việt Hòa đã quyết định bỏ giải tại Trung Quốc vì lý do xâm phạm chủ quyền của Việt Nam bằng hình ảnh. Lý do trong trận đấu của cầu thủ Trần Quyết Chiến, ban tổ chức livestream đã phát sóng trực tiếp và trong đó có chiếu đoạn đường lưỡi bò. Vì thế khi mà đã diễn ra sự việc thì Trần Quyết Chiến và ông Nguyễn Việt Hòa đã ngay lập tức bỏ giải để quay trở về nước. Đây là một thái độ cứng rắn trước những sự vi phạm chủ quyền quốc gia. Trần Quyết Chiến ra sân về nước ngay trong đêm. Với tư cách công dân Việt Nam, thầy trò cầu thủ Quyết Chiến đã hành xử rất mẫu mực và kiên quyết để thể hiện quan điểm rõ ràng về chủ quyền biển đảo. Sau đó, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Liên đoàn Bia Thế giới để nói rõ về lý do Quyết Chiến không thể tiếp tục ở lại thi đấu khi mà hình ảnh vi phạm chủ quyền Việt Nam đã bị xâm phạm. Từ ngày đời nay, tất cả người dân Việt Nam thì không cho phép bất kỳ thực thể nào có thể xâm phạm chủ quyền dân tộc Việt Nam. Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam và kiên quyết với đường lưỡi bò không thể đẩy mạnh chiến lược ngoại giao nhân dân. Ngoài thể thao, xu hướng các tác phẩm giải trí nước ngoài phổ biến tại Việt Nam gài gắm đường lưỡi bò, phi pháp ngày càng gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh không gian mạng ngày càng mở rộng.
đây là một hành động không thể chấp nhận được. Đó là một chiến thuật vùng xám của Trung Quốc thông qua hình thức mới đưa thực địa vào một không gian không đường biên giới khó kiểm soát. Theo Đại tá Nguyễn Minh Tâm, nguyên Giám đốc Công an Nhân dân, cụm từ chiến thuật vùng xám trước đây không có trong bất cứ một từ điển bách khoa nào trên thế giới, cả về quân sự và chính trị. Thuật ngữ này do tiến sĩ Vũ Quang Việt đã sử dụng lần đầu tiên khi ông phân tích các thủ đoạn hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Thuật ngữ này tuy mới nhưng không phải là phản ánh một hiện tượng mới. Trao đổi với phóng viên, nhiều chuyên gia cho rằng những vụ việc gần đây thì ít nhiều cũng liên quan đến chiến thuật vùng xám. Không còn nghi ngờ gì nữa, do các cơ quan Trung Quốc thì vẫn đang tham gia vào chiến tranh thông tin trên cơ sở toàn diện để hướng dư luận trên toàn cầu, đặc biệt liên quan đến yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Chuyên gia quan hệ quốc tế và Đông Nam Á, giáo sư Đại học Học viện Quốc phòng Australia, trường Đại học New South Wales đã bình luận. Sau sự việc của quyết chiến, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã yêu cầu cấp bên báo cáo vụ việc. Và công văn cũng đã có đoạn cho rằng, vận động viên Trần Quốc Chiến bỏ giải của Liên đoàn Biathlon Thế giới tại Trung Quốc là sự cố ngoại ý muốn. Dù vậy, hành động của vận động viên này được đánh giá cao về ý thức chính trị, trách nhiệm công dân và sự tự tôn dân tộc. Vận động viên Trần Quốc Chiến là một thành viên của Liên đoàn Bia Snooker Việt Nam, đề nghị Liên đoàn Bia Thế giới cần lưu ý với các quốc gia đăng cai cần phải thực hiện đúng luật. Quan điểm của Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh là vận động viên khi tham gia các giải đấu quốc tế đại diện cho quốc gia thì cần phải được bảo vệ và tôn trọng tại nơi tổ chức thi đấu với một tinh thần thể thao cao thượng, hợp tác, phát triển. Do đó, Liên đoàn Bia Thế giới cần tiếp tục tạo điều kiện cho vận động viên Trần Quyết Chiến tham gia các giải đấu quốc tế khác. Quyết Chiến sinh năm 1984 là vận động viên bia nội dung canôm hàng đầu của Việt Nam. Trên bảng xếp hạng UMB mới nhất trên Quyết Chiến đứng thứ 5 thế giới, anh giành huy chương vàng SEA Games 31 vào năm nay. Quyết Chiến cũng đã vô địch Boto World Cup. Anh từng đặt danh hiệu này ở Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2018. Đầu tháng 9, Trần Quyết Chiến đã giành vị trí Á quân giải World Championship 2023 và xếp sau người đồng hương là Bảo Phùng Vinh.